Công việc hàng ngày của U70 thì sáng dậy là đun nước pha cái này kiểu như là cái hạt mạch ấy, họ xay ra. Cái này mình có thể uống với sữa hoặc là mình đun nước sôi mình pha. Và rồi xong rồi là xong rồi phải uống uống thuốc cái thuốc mà bị biếu cổ, nhưng mà mình phải pha ít nước nóng vào để cho nó ấm, chứ không có sáng dậy mà uống cái sáng dậy mà uống cái nước lạnh vào ruột ấy là nó không tốt cho ruột. Thì cái thuốc này là uống một viên, nhưng mà nhiều khi mình quay thuốc này toàn bị đồng tiền vàng thôi, cho nên mình chỉ nói thôi nhé, mình không quay thuốc nha các bạn nhé. Đấy thì là U70 đã quay sơ sơ cho các bạn xem hết rồi. Bây giờ là mình đi ăn sáng, mời các bạn ăn sáng với mình nhé. Đấy thì nhiều khi không thấy buồn đâu. Cuộc sống nó không thấy buồn đâu. Nó cứ quanh quẩn làm cái nọ cái kia rồi một cái quả bưởi nho nhỏ ăn để chống chống mỡ. Tí nữa mình sẽ bóc và quay cho các bạn xem nhé. Còn đây là bữa ăn sáng của U70 nhé các bạn. Các bạn nhìn nhé, cái một quả chuối này, còn trái cây thì mình mua nó nhiều loại thay đổi lắm, lúc thì lê, lúc thì cam, rồi các kiểu. Nhưng mà hôm nay là mình chỉ ba loại thôi, quýt với lại hồng với lại táo. Cái táo này mua ở Lidl ngọt lắm, ngon lắm. Với lại cái hồng lượng thế này rất là ngọt, mà họ hạ giá có 44 sen. Hôm qua xem thì hạ giá 55 sen, còn bình thường là họ 60 mấy sen ấy. Nói chung là Lidl bán hàng rẻ lắm, rẻ hơn ở GV. Thế còn cái bánh mì này mình cứ cắt là 3 lát, nhưng mà chắc là chỉ ăn đến 2 lát thôi. Với lại quả bơ này này, quả nhỏ này, mỗi ngày mình ăn một quả. Còn nếu một quả to là mỗi ngày ăn có nửa quả thôi, bởi vì mình xem người ta còn bảo ăn có 1/6 ấy. Thế chẳng biết có phải ăn bơ này, ăn này vừa rồi mình đi thử máu thì bác sĩ này bảo là tốt hơn trước. Thế còn cái bưởi này, cái quả bưởi nhỏ nhỏ đấy là mình bóc ra ăn, cái này nó giảm mỡ này, tại vì mình bị mỡ gan, mỡ máu. Uống một cốc Actime ở Lidl nó giả hạ giá này. Rồi cái chè này nhá. Chè này hôm nay mình uống cái chè mà nó giảm mỡ máu, còn mình có rất là nhiều loại chè. Chè của cái cây mướp đắng này cũng có này. Rồi chè cái nụ vối này, rồi chè tía tô này, rồi chè ninh chi này, rất nhiều nhiều loại mình cứ uống thay đổi như thế. Thế còn đây ấy là cái hạt mạch người ta xay ra đấy, uống ăn cái này nó rất là nhiều chất xơ, nó tốt cho đường ruột. Thế cái chè này thì mình tí nữa nó nguội nguội thì mình sẽ cho mật ong vào này, cho mật ong vào với lại bóp một nửa quả chanh vào uống với lại vuốt. Bánh mì thì mình có thể là ăn với vuốt hoặc là khe giờ đây. Khe giờ là người Đức người ta bảo tốt lắm, ăn tốt cho xương đấy, nhưng mà mình rất là lười ăn. Đấy, một quả chuối, và bây giờ mình sẽ đi quay toàn bộ cho các bạn xem cái nhà của mình. Ngày xưa đã có lần mình quay rồi. Đấy, đây là cái bếp, là cái bếp này ấy, là cái trong này là mình ngồi mình kiểm tra cái bình bình nước. Mình đứng dậy thế là mình mới vịn vào như này nó bật ra. Nhưng mà mình phải đi mua cái bản lề để mình lắp nó vào, chưa lắp được nó hở này, trông xấu xí này các bạn. Đấy, nồi cơm điện này, rồi cái tủ lạnh của mình đây. Trong cái tủ lạnh thì cho các bạn ngó ngó một tí nhá. Đây. Tủ lạnh đây. À thế là quên, để còn còn còn, còn một quả quả ớt để ăn sống nữa, nhưng mà chắc là định làm quả ớt để ăn sống, nhưng mà mình thấy nhiều rồi chắc là cũng không ăn đến nữa. Đây. Đây đồ của U70 đấy. Rồi đây tủ này, trên tủ này là nụ vối này, rồi đây thì là bát đĩa. U70 sống một mình ấy, nó đơn giản lắm các bạn, nó cũng không có nhiều đồ đâu, nên là cái phòng nó nhỏ nhỏ thôi đấy. Đấy rồi đây trong này toàn những cái đồ đồ dùng ấy, vận dụng này,
Đây, còn đây là những cái đồ để nấu ăn buổi sáng, nhưng mà dạo này là lâu lâu mình cũng không uống, à mình cũng không nấu. Đây, đồ để nấu rất rất là nhiều đồ, rất là nhiều. Em mình cứ đây mình nói qua qua cho các bạn xem nhé. Đây này, cái này này nó rất là nhiều chất xơ này, mua ở cái gì nhỉ, tự nhiên lại quên tên rồi. À, để mình xem ở đây nó cũng ghi đây này. Rồi mua cái hạt này này, cái hạt này là hạt mạch chưa xay nhé, vẫn còn nguyên cám luôn ấy, ăn rất rất là tốt. Mình nấu nó nhiều loại lắm, 7-8 loại. Rồi vừng. Rồi cái này là cái hạt này là cũng tốt lắm. Cái hạt này là mua rất là đắt, rất nhiều chất xơ. Mình đúc nó vào 7-8 loại các bạn. Rồi đỗ đen này. Đỗ đen, rồi sắn dây, rồi vừng đen, rồi các kiểu nhiều lắm. 7-8 loại các bạn, 7-8 loại. Mình đúc nó vào. Đấy, rồi óc chó, hạt sen, các kiểu. Rồi đây các bạn này, mình ăn là mình ăn cái gạo này, gạo xay hoàn toàn luôn của GB ấy, rất là đắt. Bây giờ mình ăn gạo xay chứ mình không ăn gạo trắng của Việt Nam nữa. Cái gạo trắng ấy ăn thì ngon nhưng mà nó không có chất xơ, nó không tốt, nó chỉ có đầy cái dạ dày thôi các bạn ạ, nó không có chất xơ. Cái này chất xơ rất rất là nhiều nhé, để mình xem cái chất xơ của nó bao nhiêu phần trăm cho các bạn xem nhé. Đấy, cái này là chất xơ của nó là cái gì, 4,4 gram này, 2,8 gram là nó hay, nó ghi hai cái này như thế nào mình không hiểu, nhưng mà đại khái là cái chất xơ của nó rất là nhiều. Còn cái này là cái gạo xay, còn lại có cả cái gạo đen đen này nó điểm vào, mà cái này có nửa cân nhưng mà đắt bằng một cân cái này, bằng một cân cái loại kia. Xem nào, cái này chất xơ thì nó ghi bao nhiêu. Cái này chất xơ nó cũng ghi 4,8 với lại 3, thì không biết là nó ghi hai loại chất xơ là mình không hiểu. Nhưng mà có chất xơ. Thế còn nếu mà mua ăn cái gạo của Việt Nam mình, gạo trắng ấy, thì nó không có một chút chất xơ nào hết các bạn. Đây là cái máy quay nóng này, cái này úp bát. Thế mà mình sống một mình chưa ăn đến chưa rửa. Thế còn đây các bạn này, mình vẫn quay cái hạt dẻ cho các bạn xem, cái hạt dẻ nhỏ nhỏ đấy. Cái này ấy là mình nhặt về xong bắt đầu mình rửa thật sạch đi, xong rồi mình đổ ở đây mình phơi. Ở Đức hay lắm, phơi ở trong nhà không cần phơi nắng. Phơi ở trong nhà là nó khô. Nhiều khi cái trời nó lạnh lạnh em phơi ngoài trời không nhanh khô bằng ở trong nhà đâu. Đấy, cái hạt này xong rồi mình lấy kìm mình bóp ra ăn đi. Cái nhân của nó mình có thể mình cứ thế ăn, hoặc là rang lên ăn, hoặc là mình giã ra mình làm kiểu như muối vừng. Rất rất là ngon, rất là ngon cái này. Cái này thì người Đức ít người ăn lắm, nó dụng đấy, mình vẫn quay đấy. Thế còn đây, trong này đủ thứ linh tinh, máy hút bụi này, rồi cái đồ bánh các thứ ăn này. Đấy, rồi đây là cái chè mà của cái cây mướp đắng đây các bạn. Mình con gái mình nó cũng có nhưng mà nó không cắt, thì nó bảo bạn nó cắt, nó gửi cho mình. Ui dồi ôi, trông cái này thôi mà nhiều lắm. Thế là mình rửa mình phơi ở trong nhà, phơi lâu thì nó cũng khô khô rồi, nhưng mà thôi để cho nó khô kỹ đi, để nó khô kỹ đi. Đây này, đấy. Thế là sau mình uống mướp đắng, rồi cái chè để mà giảm mỡ máu này, rồi ngũ vối, rồi chè tía tô, rồi chè linh chi, nhiều loại lắm các bạn, rất là nhiều loại mình thay đổi. Thế còn đây là có mấy cái cây, đây là hai cái cây phong lan, gọi là phong lan hồ điệp à. Đây cái này nó đang ra nhánh đây các bạn. Còn một cái cây này thì mình làm video mình vẫn quay đấy các bạn. Nó nở hai cành hoa đẹp dã man luôn. Còn các bạn biết không, cái này cái quỳnh đây, nó gọi là quỳnh nhưng thật ra đúng là nó là xương rồng chứ không phải là quỳnh. Nhưng mà hoa của nó đẹp lắm, mình xem mình mê. Thế là mình đi mình xin đây là mình xin của Tây.
Còn đây là mình chim của con cháu. Con cháu thì không biết này đến bao giờ nó mới ra hoa, mà các bạn biết không, một ngày mình ngắm nó phải không dưới chục lần. Suốt ngày ngắm xem nó phát triển thế nào. Rồi và các bạn nhìn, mình có hai cây lô hội rất rất là to nhé. Lá cái bản của nó dày lắm, để nấu chè được rồi đây. Nhưng mà mình lười. Các bạn có biết tại sao mình bó vào như thế này không? Tại vì nó xòe ra chiếm chỗ lắm, mà nó nặng kinh khủng ấy. Cho nên mình phải để cho nó dựa vào cửa sổ ấy, không có là nó đổ. Mà cái bên ngoài nó quay ra đằng mặt trời nó còn bị cháy cái lá ấy. Thế còn đây là cái thốp rau má. Các bạn có biết thốp rau má của mình, thốp rau má rất là thần kỳ. Bao nhiêu lần nó chết rồi mà nó lại sống được. Tại vì ấy, các bạn biết không, đây này nó có hạt nhé. Cái rau má này này, nó có hạt xong nó già. Nó già nó rụng xuống, thế là nó chết, xong rồi mình cứ tưới, thế là nó lại lên, lại được. Còn đây là cái hạt bí mà mình mua quả về mình ăn, thì mình phơi cũng khô rồi đây. Cái này cho vào rang ăn, nhưng mà mình cũng lười, mình chưa làm. Đấy, thế còn đây cái bàn, đây là cái ghế mình vừa để lộn xộn. Thế còn bên ngoài này là, đây người ta gọi là phủ lua đây các bạn, là cái lối đi ra đi vào đây. Cái lối đi ra đi vào đây là cái đồ nghề, cái ấy để đi nhặt vỏ chai. Cái này để đi nhặt vỏ chai mình đã quay các bạn biết rồi đấy. Thế còn tại sao mà mình lại để báo nó lộn xộn thế này? Tại vì các bạn biết không, cái báo này ấy là mình phải để cái này để mà đi nhặt về, cái túi nó thủng nó chảy nước ấy thì nó không bị bẩn, với lại nó dính lắm. Thế là mình phải để cái này trông nó hơi lộn thuộm nhưng mà nó sạch các bạn ạ. Đấy, đây là cái mũ rồi ô rồi cái giá để giày để dép này. Kia túi, còn đây cái quả bí xanh xanh này. Cái quả bí này mọi người mà ăn rất là ngon nhé, mà mình cũng chưa ăn. Chưa ăn thì sau cũng phải ăn. Cái túi là tại sao mình treo lủng liếng này, là vì mình đi trả vỏ chai về thì nó chảy như nước nó dính thì mình lau. Mình treo cho nó khô cái đít của nó khô bên trong. Đấy, thế còn cái mình quay cái nhà tắm cho các bạn xem. Đây là cái máy giặt của mình này. Trên là cái chậu. Đây cái bồn tắm đứng này. Cái bồn tắm đứng này lắm lúc nó rất là bất tiện, các bạn biết không? Nó bất tiện lắm ấy. Nếu như cái bồn tắm mà bồn tắm nằm ấy thì cái thành này nó dọc nó xua nó xuôi xuống này. Cái này nó xuôi xuống. Nhưng mà cái này á nó ngang, cái này là nó cứ giữ ở trên kìa, nó giữ nước ở trên ấy. Thế mà mình mà không lau á là cái nước nó đọng đọng ở đây, xong bắt đầu nó có ở Đức nó gọi là cái khai đấy. Nó cắn vào, nó cứ từng vệt nó cắn giống như là đất ấy. Nhìn tưởng là bẩn nhưng mà không phải. Đâm ra mỗi một lần tắm xong ấy lười cũng không được, phải lau khô. Phải lau thật khô thì nó mới không bị, thì là trông nó sạch bóng. Mình buồn cười. Có lần mình để nên là cháu ngoại mình về nó tắm. Nó thấy thế nó tưởng bẩn, nó bảo với mẹ nó bảo nó sợ. Nó không dám đứng. Nó không dám đứng nữa, khổ. Nó tưởng là nó biết, nó không biết là bà nó rất là sạch sẽ, không phải đùa. Như đây là cái dàn, cái lò sưởi, và cũng là cái dàn phơi của mình, cái phơi lặt vặt. Còn các bạn có biết cái nền này nó bằng gạch trắng, động một tí là bẩn, nhanh bẩn lắm ấy, cứ phải lau liên tục ấy các bạn. Cái bồn rửa mặt này nó được cái nào nó rất là to, thế mình rửa mặt hoặc là mình có thể giặt những cái nhỏ nhỏ được, rất là tiện lợi. Đây, máy đánh răng này rồi các thứ đây của mình đây. Đây, thế còn bây giờ mình sẽ quay ở trong phòng ngủ cho các bạn xem nhá. U70 đấy, hàng ngày công việc của U70 nhiều lúc cứ quanh ra quanh vào làm cái nọ cái kia, xong rồi cái thời gian rỗi hôm nào mà mệt khỏe trời thời tiết đẹp thì đi nhặt vỏ chai rồi làm YouTube, chả có thời gian chơi đâu các bạn ạ. Không có thời gian buồn đâu. Đấy, kia là cái lọ mà nước cho mắt để mình đi ngủ là mình tra, còn cái kia là mình may để mình gác chân lên đi nằm, mình gác chân thì mình chả gác. Thế còn đây là cái giường của mình này. Cái giường nếu như các bạn đã xem rồi thì các bạn biết cái giường của mình nha. Các bạn có biết là tại sao mà mình lại để cái khăn này trông nó xấu không? Tại vì bên dưới này này là có một cái chăn điện thì mình giải này, như nhiều lúc mùa hè mình lười mình chả cất, mình cứ để thế đấy. Cái chăn điện thì phải giải cái này lên, giải cái khăn này lên, nhưng mà không có khăn to đấy. Thế rồi kia là nước uống COVID của mình này. Cái chăn này nhiều lúc mình lười mình nằm ở ngoài ghế là mình đắp. Rồi cái bàn phơi của mình đây. Thế rồi đây các bạn nhìn này, U70 có cẩn thận không?
cẩn thận không? Bên dưới là giày nhá. Đây là quần áo này, áo cái một hàng cái áo sơ mi, một hàng này là áo sơ mi này, còn đây là glider áo dài và các thứ này, rất là nhiều. Trông cái này thôi, nhưng nếu mà lộn xộn mà như các bạn có nhà mà cứ để lộn xộn bừa thì nó nhiều lắm. Gập thì nhìn thì nó gọn này thôi. Còn bên trên này cái hàng này là cái đồ ngủ này, hàng này là đồ ngủ. Còn bên này là quần, quần bò và quần vải, các loại quần này. Còn đây là áo len. Áo len nhưng mà mình hay nóng lắm, mình ít khi mặc áo len lắm các bạn ạ. Mình hay nóng lắm, nóng kinh khủng ấy. Cho nên là không có hay mặc áo len đâu, toàn để không. Bao nhiêu năm nay có những cái của cái hãng mà con cá sấu rất là đắt nhé. Trong này này có cái 70-80 Oigo đấy, nhưng mà mình ít mặc lắm các bạn ạ. Đây này, áo len này, con cá sấu này, mình toàn mua hãng hết đấy, nhưng mà ít mặc lắm, tại vì mình hay nóng lắm. Mùa này người ta đã mặc áo bông áo len rồi, mình mặc mỗi một cái áo khoác kiểu dạng mùa thu thôi mà nấm nước còn mồ hôi ấy. Còn đây là cái người ta gọi là t-shirt, cái đồ mỏng mỏng đấy. Đấy các bạn nhìn này, U70 có gọn gàng không? U70 rất là lẩm cẩm mới đi quay cả cái đồ mặc cho mọi người xem. Bên này là một số áo sơ mi treo với lại áo khoác này, một số áo khoác đấy, một số áo khoác với lại bên này là chăn rồi ga các thứ, chăn ga. Còn bên dưới này thì là cái đồ tất tủng rồi đồ tắm, đồ lót, nói chung là cái đồ nhỏ. Đây mua con trai mình nó cũng rất là hay nhé, nó mua cái tủ này, nó bảo mua cái này là có cái này đựng cái nhỏ ở dưới rất là tiện đấy, tiện lắm. Nhà thì chật nhưng mà nó ví dụ như cái tủ bếp như thế, nó có rất là nhiều cái ngăn kéo các bạn. Đây này, chẳng hạn như cái giường của mình cũng thế nhé, cái giường của mình ấy là nó mua là có ngăn kéo đấy, bên trong là để rất là nhiều thứ đấy. Ví dụ như là cái ngăn kéo này, cái ngăn kéo nào mà mình cũng để đấy, trông nó rất là gọn lắm. Mà bởi vì là nhà chật cho nên là mà thế này để nó tiện đấy. Đấy cái tủ này mình kéo ra đấy, nó vướng vướng cửa thì kéo thế thôi, các bạn biết rồi. Con trai mình ấy nó biết lắm, nó mua nó bảo thế. Còn bên ngoài này là cái ban công này các bạn, ban công này mướp đắng ấy, cái mướp đắng mình đã quay cho các bạn xem đấy. Cái quả kia mình muốn để giống mà không biết là có để giống được không, nó bé tí nó không lớn được nữa. Bây giờ trời lạnh rồi các bạn, đấy trời lạnh rồi, nắng này. Thấy cái ban công này nhỏ nhưng mà cũng thích lắm các bạn. Đấy cái quả mướp kia nó lạnh quá, nó không lớn được nữa, tiếc quá. Cái giống mướp này mình thích để cái hạt để trồng, mà đây nó có mấy quả nhưng nó bé không lớn được, không thể lớn nổi nữa, lạnh quá rồi các bạn. Cái nhà của mình nó hướng tây nên là nó nắng là cứ phải che rèm suốt ngày này, không nó nắng vào trong phòng này. Mùa hè nóng lắm nhưng mà mình ở đây mình thích lắm. Cái này ấy là cửa sổ để cây cối là rất là thích. Nó nóng cái này thì mùa này nó cũng ấm, cái gì nó cũng có mặt phải mặt trái cả. Nói chung là thích lắm. Thế mình cứ che vào này cho nó khỏi nắng vào trong nhà. Bên ngoài này cũng thế, tí nữa mà nó nắng là mình lại phải kéo cái rèm này vào. Đấy, mình kéo cái rèm này vào. Rồi đây này cái tủ bếp nha các bạn biết không? Con trai này mình nó mua này, nhiều những cái tủ nó không có ngăn kéo cái này này. Là có cái ngăn kéo này để nó tiện lắm, nó để được nhiều thứ lắm. Đây các bạn nhìn nha, bên trên nhé. Để cái lót nồi này. Lót nồi mình tự cắt bằng bìa. Rồi đây những cái này để đậy đồ ăn này. Cái ấy găng tay rồi. Đấy, rồi bên dưới này thì là nguyên cái này là để xoong nồi này. Xoong nồi rồi là rổ này các bạn. Tiện lắm, thích lắm. Đây, cái này để rất là nhiều thứ, đồ ăn, đồ khô đấy các bạn. Đấy, rồi đây bên này cũng thế, mình vừa quay cho các bạn xem rồi. Còn bên này thì là cái máy lọc nước mà mình mang sách từ Việt Nam sang đấy các bạn. Rất là thích, thích lắm. Đấy, trong này chỗ kẽ này thì nó lại cho cái tủ con này vào để các thứ. Rất là tiện. Đây, bên trên này cũng cái ngách con này nó cũng cho cái này vào thì để nước mắm, muối, hạt tiêu rồi các thứ ở trên này, rất là tiện. Đấy thì
Đấy là mình quay sơ sơ cho các bạn xem nhé. Mình quay sơ sơ cho các bạn xem. Bây giờ là đã hết. Chào các bạn nhé. Bye bye các bạn.